Cây xăng Trần Quang Khải là cây xăng có lượng khách hàng lớn nhất của Petrolimex ở khu vực Hà Nội. Và ngay trong buổi sáng ngày hôm nay đã có khoảng hơn 100 khách hàng sử dụng thẻ ngân hàng để thanh toán khi mua xăng dầu. Thay vì trả tiền mặt, người dân có thể dùng thẻ ATM của tất cả các ngân hàng để thanh toán tiền mua xăng. Chỉ với 3 bước, bơm xăng, quẹt thẻ và nhập mã PIN. Tất cả các thao tác thì nhân viên họ làm hết, tôi chỉ việc nhập mã số mã tài khoản thôi. Thì cũng rất nhanh. Thanh toán điện tử này sẽ tiện hơn rất nhiều so với tiền mặt. Có lúc mua hàng nó sẽ lẻ và cái việc trả lại sẽ rất mất thời gian và cái nhu cầu về mọi người về thanh toán ấy rất là nhiều mà cứ phải chờ đợi nhau thì sẽ rất mất nhiều thời gian hơn. Như khách hàng có thể vào quẹt thẻ, viết hóa đơn, sau đó là khách hàng định lượng như trước chúng tôi là bán hàng như khách bơm đầy chẳng hạn thì là một cái lượng tiền rất nhiều thời gian khách hàng là phải thanh toán bằng tiền lẻ. Nhưng với cái thẻ này thì rất là tiện dụng, khách hàng có thể đáp ứng theo yêu cầu mọi lúc mọi nơi. Thời gian diễn ra trong vòng từ 15 đến 20 giây. Hơn một nửa lượng xăng dầu bán ra trên thị trường hiện nay từ các cửa hàng của Petrolimex và người dân sẽ không phải mất thêm bất cứ chi phí nào khi quẹt thẻ ATM tại các cửa hàng xăng dầu của tập đoàn này.